sao vẽ? Dành cho 8-9 năm để vẽ như một lời tri ân đối với một dân tộc trải qua rất nhiều biến cố trong lịch sử, nhưng những giá trị về văn hóa của họ không thể mất, trường tồn cũng năm tháng. Mặc dù ngày hôm nay dân tộc Chăm không hề mạnh, nhưng mà mình con mắt nhìn của người nghệ sĩ nhạy cảm, nhìn ở góc độ văn hóa, cái bản sắc của người Chăm họ vẫn giữ nguyên như thế. Bây giờ cả thế giới nhìn thấy một sọ đẹp thế, đấy là người ta phản ánh là cái dung cảm cá nhân của người ta trước đời sống. Thì đấy là bản chất của họ. Xuất phát từ tình yêu nghệ thuật chân chính và những giá trị nhân văn cao đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc, Lưu Ác luôn dành những điều tốt đẹp nhất để phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.